chương 1441, xác định phụ tử quan hệ. Diệp Dương từ bị ba lô lấy ra một kiện dùng giấy dầu bao đồ vật, giao cho Linh Quang Tán Nhân trong tay. T. Từ khi đồ vật ngoại hình thượng xem, hình như là bánh. T. Chẳng lẽ, Diệp Ngàn Dương cấp Linh Quang Tán Nhân lưu lại một chồng bánh nướng lớn không thành. T. Ta còn ở nghi hoặc chi gian, Linh Quang Tán Nhân đã đôi tay run rẩy đem giấy dầu bao tiếp qua đi, ở mưa to giữa mở ra giấy bao. T. Nơi đó mặt, thật là tam trương hạt nè bánh p sư tổ sư tổ a linh quan tán nhân đôi tay phủng kia trương hạt mè bánh đem nó ôm ở trước ngực khóc quỳ gối địa p ta đang ở nghi hoặc chi gian lại nghe thấy tạ nửa quỷ nói quan tài trong môn hiến tế tổ sư thời điểm nhất định phải cấp linh quan tán nhân đưa lên tam trương hạt mè bánh p nghe nói năm đó quan tài môn sơ kiến thời điểm nghèo rất mồng tơi có thể ăn thượng hạt mè bánh chính là lúc ấy chỉ có vài tuổi linh quan tán nhân lớn nhất hạnh phúc p khi đó, chỉ cần là chính quan đạo nhân cho hắn làm hạt mè bánh, hắn liền vẫn luôn đứng ở bể bếp bên cạnh, chờ nhặt bánh thượng rơi xuống hạt mè. T. Sau lại, quan tài môn hùng bá thuật nói, chính quan đạo nhân ly thế, linh quan tán nhân ở thuật nói giữa hô mưa gọi gió. Nhưng hắn lớn nhất nguyện vọng chính là có thể lại ăn đến tổ sư làm hạt mè bánh. T. Linh quan tán nhân luôn là nói, liền tính là cung đình ngự trù, cũng làm không ra sư tổ hương vị. T. Ta nhìn về phía linh quan tán nhân thời điểm, lại thấy hắn cắt gao đem kia tam trương hạt mè bánh hộ ở trước ngực giống như là sợ bị xối đến nước mưa p chính hắn lại là nước mắt vũ giàn dùa. p ta không chỉ có thở dài một tiếng p liên quan tán nhân cách làm là sai nhưng hắn đối quan tài môn tâm lại là thật sự p hắn là một cái sống ở mâu thuẫn chung người p dịp ngàn dương ở cuối cùng thời khắc cho hắn một cái giải quyết mâu thuẫn xuất khẩu p liên quan tán nhân sẽ sống sót p mang theo thuật nói tân hỏa truyền thừa sống sót. P. Thiên kiếp tiến đến, quan tài môn nhân sẽ xả thân ứng kiếp. P. Quan tài môn hủy diệt, ai tới truyền thừa thuật sĩ chi tâm. P. Tông môn sao. P. Tông môn truyền xuống tới thuật nói, chỉ biết biến thành tông môn nô lệ. P. Một đám bị đánh gãy lưng thuật sĩ, còn có thể tiếp tục thuật giả thiết huyết truyền kỳ sao. P. Linh quan tán nhân muốn thuận theo thiên kiếp, nhưng là hắn khẳng định cũng để lại để ngừa vạn nhất thủ đoạn. P. Cho dù hắn thuận theo ý trời, tùy ý thiên hồn loạn thế, cũng sẽ phòng bị thiên hồn bỗng nhiên trở mặt, tàn sát sạch sẽ thuộc sĩ. P. Hơn nữa loại này phòng bị, hắn hẳn là không ngừng chuẩn bị thượng trăm năm. P. Ta đã từng ở mạnh gia gặp gỡ quan tài gác cổng mà, hẳn là chính là hắn lưu lại, bảo toàn quan tài môn truyền thừa cứ điểm chi nhất. P. Liên quan tán nhân thủ đoạn, sẽ ở vô số thuộc sĩ cử thân xã thân lúc sau. Bảo toàn một bộ phận mồi lửa. P Làm hắn đi làm chuyện này, nhất thích hợp. P Dịp ngàn dương vì thuộc nói, có thể nói là hao tổn tâm huyết A. P Lâm hành phía trước, còn dùng thiết huyết cùng thân tình trói định hắn lại truyền đệ tử. P Thật lâu sau lúc sau, Linh Quang Tán Nhân mới đứng dậy, lão đảo đi hướng hãm dương Hà xuất khẩu. P Tại nửa quỷ, vương hồn đối diện lúc sau, đồng thời ôm quyền, tam tổ bảo trọng. P linh quan tán nhân bước chân hơi hơi một đống lúc sau thất tha thất thểu biến mất ở màn mưa giữa P hắn đi thời điểm đôi tay vẫn luôn che kín chân khí hắn là phòng ngừa nước mưa xối trong tay hạt mè bánh P đó là dịp ngàn dương cùng hắn chi gian cảm tình chứng kiến P linh quan tán nhân biến mất lúc sau ta cũng cảm giác được một trận suy yếu bỗng nhiên đánh úp lại rốt cuộc duy trì không được chết ngất qua đi P chờ ta tỉnh lại thời điểm người đã nằm ở hai giới đường tay trái ngón tay nhỏ đầu đã bị người cấp tiếp trở về. P. Ta nhìn ngồi ở trên mép giường vương đồ tể cùng Diệp Dương nói, ta hôn mê đã bao lâu? P. Hôm nay là ngươi đầu thất. Diệp Dương mặt vô biểu tình mắng, ngươi hiện tại là ở hồi hồn nhi. P. A quá. Ta mới vừa phun ra một ngụm, liền nghe thấy vương đồ tể mắng, ngươi phun ai đâu? P. Ngươi không biết xấu hổ há mồm ra bên ngoài cổ mắng thủy A. P. Còn dùng thượng cấm thuật công dùng một lần còn không được còn phải dùng hai lần còn chém chính mình ngón tay p nếu không phải tại nửa quỷ dùng quỷ thần chi lực giúp ngươi bắt tay tiếp thượng ngươi liền thành chính chỉ bổn cẩu p ngươi còn cười ngươi còn cười lại cười ta trừu chết ngươi nha p ta chỉ có thể nhấc tay đầu hàng chuyện này kỳ thật không oán ta a à. p ngươi nói cái kia lãnh cẩu lúc trước có rắm nghẹn không bỏ liền tính tới rồi cuối cùng thời điểm còn ở kia kẹp thí không hướng ra tể ta có thể không sợ hãi sao p khi đó ta sợ tới mức thiếu chút nữa đem chính mình đầu đều băm p chuyện này oán cái kia cẩu đánh hắn đánh hắn kéo đi ra ngoài đánh gần chết mới thôi p ta phi vương đồ tể mắng to nói mấy ngày không thấy còn học được họa thủy đông dẫn đúng không p diệp dương vào ngân hà đại trận lúc sau diệp ngàn dương ý thức liền thức tỉnh rồi khi đó là diệp ngàn dương làm chủ đạo không phải diệp dương p ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. P. Chương 1442, chút mưa nhỏ bái phỏng. Ta trừng mắt nhìn về phía Diệp Dương, ngươi uống nhiều đi. Diệp Dương nói, ta chỉ cho chính mình hậu bối làm hạt mè bánh. Ta từ trên giường ngồi dậy, ta nói, ngươi đều đã là hơn một ngàn tuổi lão yêu tinh, nói không chừng rút sợi lông xuống dưới, đều đủ người khác nghiên cứu đương ngàn năm nam thi đầu tóc nghiên cứu nửa ngày. Lão lưu ở ngươi trước mặt, đều đến tính sô ta. Ngươi coi như cấp tiểu bằng hữu làm bánh quy chạy nhanh làm đi ta đói bụng không làm diệp dương đứng lên hắn đầu óc xác thật hỏng rồi chạy nhanh cho hắn làm heo não hoa bổ bổ ốc heo khi không phải càng bổ càng ngốc sao vương đồ tể nói nhưng là lại không thể ăn hầu não đó là trái pháp luật ngươi chờ ta cho hắn tìm cái lừa đầu óc đi ta bị tức giận đến mắt đầy sao xẹp các ngươi như thế nào không nói cho ta moi cá nhân đầu óc ra tới trở về trở về ta còn bị đói đâu diệp dương vương đồ tể đều đi rồi. Hai giới đường tìm không ra sẽ nấu cơm người, cuối cùng vẫn là lâm chiếu miễn cưỡng cho ta nấu cái gạo cháo, xào cái trứng gà. Kết quả, ta từ xào trứng gà nhổ ra tam khối trứng gà xác. Ai, coi như là bổ canxi. Chờ ta ngày hôm sau khôi phục điểm nguyên khí, lập tức chạy đến phòng bếp lạc một bàn bánh, lớn nhất kia trương cùng nửa cái cái bàn không sai biệt lắm. Phong nếu hành bọn họ xuống dưới thời điểm đều ngốc, ngươi là muốn khai bánh cửa hàng sao? Ta một tay cầm cái xẻng, một tay chỉ vào Diệp Dương nói, Lão tử hôm nay muốn cùng hắn xác định phụ tử quan hệ. Ăn ta bánh, chính là ta hảo đại nhi. Phong nếu hành cắn một nguồn bánh rán hành thẳng đến ta trên mặt bay lại đây, ngươi tưởng cho ai đương cha? Chờ ta tiếp được bánh rán hành, lại vừa thấy, hỏng rồi. Hai giới đường muội tử, một người cầm một chiếc bánh, còn đều cắn một nguồn. Diệp Dương thông thả Ung Dung cầm lấy một trương thịt bò bánh có nhân, tìm đường chết a. Lão Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, chủ công, mỗi ngày không phải ở tìm đường chết, chính là ở tìm đường chết trên đường a ta có thương tích trong người. Ta mắt thấy chạy không được, chạy nhanh nhất tay đầu hàng, nếu không, ta lại cho các ngươi lạc điểm bánh. Vương đồ tể sách theo một chiếc bánh, hảo. Ngươi là quyết tâm, muốn cùng chúng ta xác định phụ tử quan hệ đúng không? Không đúng không đúng, ta chỉ vào dư lại nửa bồn mặt, là ta hôm nay chỉ cùng mặt, không khác nhưng ăn a. À. Nhiếp tiểu thuần cười tủm tỉm nói, ta nghe nói, có một loại đồ ăn kêu nhân thịt xuyên đậu giá, huống ở bánh nhất định ăn ngon, nếu không, ngươi làm xứng đồ ăn ngươi là quỷ thần yêu cầu ăn cái gì sao? Ta thiếu chút nữa không bị nhiếp tiểu thuần cấp tức chết. Nhân thịt xuyên đậu giá. Ngươi là thật dám nói a? À? Khi đồ vật xác thật có thể làm, nghe nói vẫn là từ hy thái hậu đắc ý kia một ngụm. Nhưng là, khi yêu cầu dùng mang theo tuyến châm, từ đậu giá thường xuyên qua đi, đem nhân thịt mang tiếng đậu giá. Ta trước không nói, khi yêu cầu đem nhân thịt làm cho nhiều tế, chỉ là xuyên đậu giá phải mệt chết người. Liền này mấy cái muội tử lượng cơm ăn, đậu giá không được luận bồn ăn từ hy thái hậu có thể ăn thượng này khẩu, là bởi vì ngự thiện phòng người nhiều. Hai giới đường phòng bếp theo ta chính mình, các nàng muốn ăn thịt nhân xuyên đậu giá. Còn không bằng, chạy nhanh đem ta lộng chết tính. Vương đồ tể hắc hắc cười nói, hành. Ta cũng muốn ăn. Liền như vậy định rồi. Buổi tối liền ăn cái này xứng đồ ăn. Mấy cái muội tử đem đầy bàn bánh trở thành hư không lúc sau, nên ngang mà đi. Đem ta chính mình ném xuống, ta, dứt khoát móc ra tuần phủ lệnh đưa tới hơn 100 quỷ sai, vừa lừa lại gạt, liền đánh mang mắng làm cho bọn họ giúp ta xuyên đậu giá. Cuối cùng, những cái đó quỷ sai là khóc lóc đi. Buổi tối kia bữa cơm, hai giới đường mùi tử, bao gồm Diệp Dương những cái đó miêu, đều là ngửa đầu từ phòng bếp đi ra ngoài, ăn quá nhiều, cúi đầu dễ dàng nhổ ra. Một chiếc bánh cũng chưa cho ta lưu. Chờ ta thu thập phòng bếp thời điểm, lại ở trong nồi nhảy ra tới một trương nóng hổi hạt mè bánh. Hạt mè bánh. Ta chưa làm qua thứ này đi. Ta cầm bánh chính mơ hồ thời điểm, lại nghe thấy Diệp Dương cho ta truyền âm, kỳ thật, ta làm bánh không thể ăn. Ta chỉ biết phía dưới điều. Ta cầm lấy hạt mè bánh trắng một nguồn, là mẹ nó rất khó ăn. Linh quan tán nhân tám phần chính là ăn hạt mè bánh ăn choáng váng. Ta ở hai giới đường dưỡng thương mấy ngày nay, vẫn luôn ở chú ý thuật trên đường tin tức. Vốn nên gió nổi mây phun thuật nói, lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Nhưng ta tổng cảm thấy, giang hồ ở ấp ủ một hồi xưa nay chưa từng có bảo tác. Dựa theo ta suy tính, mấy ngày nay hẳn là sẽ có người tới tìm ta chút mưa nhỏ. Linh. Linh quan tán nhân. Bọn họ giữa khẳng định sẽ có người lại đây. Quả nhiên không ra ta sở liệu, chút mưa nhỏ một tuần lúc sau, liền tìm tới rồi hai giới đường. Chút mưa nhỏ nhìn ta bãi ở nàng trước mặt một lọ băng hồng trà, chớp chớp mắt, sư ca, không phải nói, hai giới đường đãi khách, có thể nhấm nháp lưu sư gia trà đạo, vương tông sư thịt phô, ngươi làm mức hoa quả sao. Còn có, nói xong rồi chính sự nhi, còn có thể ăn đến ngươi thân thủ làm bữa tiệc lớn, uống đến chính ngươi những rượu ngon sao. Ngươi cho ta uống băng hồng trà. Ta hắc hắc cười nói, ta còn không biết, ngươi hiện tại ngẹn cái gì hư đâu? Có chuyện mau nói. Nếu là nói rất đúng, ta lại mang lên trà bánh chiêu đãi ngươi. Nếu là nói không tốt, ta đem ngươi cùng kia bình hồng trà một khối ném văng ra. Ngươi. Ngươi chút mưa nhỏ chỉ vào ta, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Ta lại mặt vô biểu tình nói, ngươi tốt nhất chạy nhanh thuyết phục ta. Bằng không, bó lên lại hướng ra ném. Chương 1443 chút mưa nhỏ bái phỏng nhị. Chút mưa nhỏ bị ta tức giận đến thẳng thở hỗn hển, chỉ vào ta nửa ngày nói không ra lời. T. Ta lại nhìn nhìn biểu, phong nếu hành, vương đồ tể chuẩn bị ném người. Gia gia, các ngươi cầm đi dịp dương xương quốc quan tài không nói, còn chạy tới nhẹn hư. Dùng sức ra bên ngoài ném. P. Từ từ. Chút mưa nhỏ bay nhanh nói, linh quan tán nhân tới đi tìm ta. T. Tìm ngươi. Ta không thể hiểu được nhìn về phía chút mưa nhỏ, hắn vì cái gì muốn tìm ngươi? Hắn như thế nào không tới tìm Diệp Dương? P. Chúc mưa nhỏ nói, chính hắn nói, không mặt mũi nào tái kiến sư tổ, chẳng sợ Diệp Dương chỉ là sư tổ chuyển thế, hắn cũng không dám tái kiến. Hắn lại tìm không thấy tại nửa quỷ cùng vương hồn, cũng chỉ có thể tìm ta. P. Linh quan tán nhân làm ta nói cho ngươi, hắn hoài nghi, chính mình 10 năm đi tới nhập hãm Dương Hà lúc sau, liền có người thay thế hắn thành cờ thiên cờ chủ. Ứng thiên minh rất có khả năng đã đổi chủ, liên tiếp hoạt động cờ thiên cờ chủ có khác một thân p hắn sẽ nghĩ cách truy ra người kia p ta nheo lại đôi mắt nói khó trách ta cảm thấy không thích hợp nhi tại nửa quỷ là tưởng đem cờ thiên cờ chủ tiến cử hãm dương hà hắn lại từ hãm dương trong sông mặt ra tới p miên lai like, cờ thiên cờ chủ đã thay đổi người p chút mưa nhỏ nói mặt khác linh quan tán nhân làm ngươi tiểu tâm luân hồi tư p ở đại chiến tiến đến phía trước luân hồi tư tất nhiên sẽ trở thành ngư sinh tử đại địch. P. Luân hồi tư muốn nhất thống thuật nói giả tâm chưa bao giờ đình chỉ, cho nên, bọn họ cần thiết muốn khống chế đế vương. P. Người nắm giữ nhân gian đế vương vận số, cho nên, tất nhiên sẽ trở thành bị bọn họ khống chế đối tượng. P. Chân chính đế vương, bọn họ giống nhau sẽ không bỏ qua. P. Căn cứ liên quan tán nhân điều tra, chân chính đế vương đã chuyển thế, nhưng là hắn khí vận cùng ký ức, toàn bộ bị phong ấn tại chỗ nào đó p chỉ có mở ra kia chỗ bí cảnh mới có thể làm đế vương chân chính trở về p luân hồi tư đang ở hướng kia chỗ bí cảnh thăm dò p ta trầm giọng nói kia chỗ bí cảnh các ngươi có manh mối sao p không có chúc mưa nhỏ nói kia chỗ bí cảnh chỉ có một người rõ ràng đó chính là luân hồi tư thánh chủ p ta nghe đến đó không khỏi hơi hơi cho mày đầu ta vẫn luôn cho rằng chút tím ngưng chính là luân hồi tư chỉ huy không nghĩ tới luân hồi tư còn có một cái thánh chủ. T. Cũng đúng, thánh nữ ở bất luận cái gì một cái tổ hợp giữa, đều là tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế quyền lực. T. Chân chính ở chủ trì đại cục, hẳn là thánh nữ ở ngoài một cái khác thống lĩnh. T. Chút mưa nhỏ không rõ ràng lắm ta suy nghĩ cái gì, tiếp tục đối ta nói, cái này thánh chủ thập phần thần bí, ta cùng văn một đánh vào luân hồi tư bên trong, đều là vì tra xét luân hồi tư bí mật. T. Bất quá, chúng ta cũng không có bắt được mấu chốt đồ vật. P. Chúng ta duy nhất có thể xác định chính là, luân hồi tư sắp đối với ngươi xuống tay. P. Ta cười lạnh một tiếng nói, kẻ hèn chút tím ngưng, ta còn không có để vào mắt, nếu không phải, nàng cùng sư phụ ta có điều liên quan, ta đã sớm đem nàng đầu cấp chặt bỏ tới. P. Chút mưa nhỏ lắc đầu nói, nếu, ngươi cho rằng chút tím ngưng chỉ là sẽ mê hoặc nhân tâm, mị hoặc chúng sinh bình hoa. Ngươi liền sai rồi. P. Chân chính chút tím ngưng, sao bất luận kẻ nào đều đáng sợ. P bằng không lấy khúc tiền bối chi cường lại như thế nào sẽ dễ dàng rơi vào hắn khống chế p ta một chút tới hứng thú ý của ngươi là hiện tại chút tím ngưng chỉ là nàng thế thân p chút mưa nhỏ nói hiện tại chút tím ngưng cũng là chút tím ngưng p cái này nói như thế nào đâu p chút mưa nhỏ do dự một chút nói chút tím ngưng mới vừa sinh hạ tới thời điểm là hai cái đầu xài chung một cái thân mình p ta mày một chọn nói liền thể người p chúc mưa nhỏ nói dựa theo hiện đại y học cách nói liền thể người xuất hiện tỷ lệ hẳn là một phần mười vạn có thể thuận lợi bị sinh nở tỷ lệ không vượt qua hai mươi một phần vạn p chúc tím ngưng tỉ mụi cố tình chiếm cứ kia hai mươi một phần vạn p bọn họ vốn dĩ hẳn là họ kết hoàng phủ nhưng là các nàng sinh ra lúc sau công bị hoàng phủ gia coi là điềm xấu gia tộc nhất trí quyết định đưa bọn họ lập tức chết chìm p chúc tím ngưng mẫu thân chúc hương hương không màng chính mình vừa mới sinh nở xông lên hoàng phủ gia dưỡng lão sẽ cùng một chúng trưởng lão theo lý cố gắng mới làm trưởng lão hội miễn cưỡng đồng ý tạm thời lưu lại hai tỷ muội p chúc hương hương màn đêm buông xuống liền ở chính mình thân sinh huynh để dưới sự trợ giúp mang theo tỷ muội hai người trốn đi rời đi hoàng phủ gia p chúc hương hương đang đào vong quá trình giữa gặp gỡ luân hồi tư thánh chủ thánh chủ không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân đưa bọn họ tỷ muội thu vào môn hạ hơn nữa đặt tên chúc tím ngưng chúc tím yên p làm thánh chủ cũng không nghĩ tới chính là bọn họ hai tỷ muội trung chút tiếng ngưng thế nhưng là thuộc nói kỳ tài không chỉ có đối các loại bí thuật đã gặp qua là không quên được thậm chí còn có thể suy một ra ba đặc biệt là chút tiếng ngưng tâm cơ càng là làm người xem thế là đủ rồi có thể nói là kỳ mưu chồng chất luân hồi tư không người nhưng ra này hữu t chút tiếng yên tuy rằng so ra kém chút tiếng ngưng nhưng là ở mỹ công một đạo thượng lại biểu hiện ra kinh người thiên phú này cũng làm thánh chủ vui sướng không thôi t Thánh chủ đưa bọn họ bồi dưỡng thành nhân lúc sau, cho bọn hắn cái thứ nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm hoàng phủ gia báo thù. P Các nàng tỷ. Chương 1444, Chút mưa nhỏ bái phỏng tam. Ta nghe đến đó gật gật đầu, nói như vậy, ngươi hẳn là đối chúc tím ngưng cũng có một phần thân tình mới đúng. P Chút mưa nhỏ khẽ lắc đầu nói, ngươi không hiểu biết chúc tím ngưng. Nàng là không hơn không kém ma quỷ. P Chính đầu yêu hồ Du Kình đuốt, cả đời tung hoành không cố kỵ. Cuối cùng vẫn là khó thoát chút tím ngưng lòng bàn tay. Đúng là bởi vì Du Kình đúc đối ta đồng tình, mới thu ta vì đồ đệ, đem ta giới thiệu quan tài môn, bái ở sư phụ môn hạ. T khó trách, ta cảm thấy chút mưa nhỏ thân phận có chút hỗn loạn. Nguyên lai nàng là mang nghệ bái sư, tại nửa quỷ là nàng vị thứ hai sư phụ. T giang hồ cũng hảo, thuật nói cũng thế, đã từng đều có phi thường nồng hậu thiên kiến bè phái. Bái sư lúc sau, khác đầu người khác, chẳng khác nào là đối sư môn phản bội sư môn thậm chí có thể thanh lý môn hộ p sau lại loại này thiên kiến bè phái cũng liền dần dần buông ra được đến sư môn cho phép liền có thể khác đầu người khác môn hạ p tới rồi hiện giờ loại này môn phái chi gian cơ hồ không tồn tại ở hiện tại người trong mắt kia cùng niệm cao trung lại niệm đại học không có gì khác nhau p huống hồ tại nửa quỷ vương hồn nhân cách mị lực cũng hấp dẫn vô số hào kiệt cùng bọn họ sống chết có nhau p chút mưa nhỏ sẽ trở thành quan tài môn xếp vào, tiếng luân hồi tư ám tử, cũng liền giải thích đến thông. P. Ta gật gật đầu nói, ngươi tiếp tục nói. P. Chút mưa nhỏ nói, chút tím ngưng dù sao cũng là liền thể người, nàng rất khó giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Hơn nữa, chút tím yên tu luyện lại là mỹ công, cho nên nàng yêu cầu một cái hoàng mỹ thân hình, mới có thể làm mỹ công đạt tới hóa cảnh. P. Chúc tím ngưng các nàng làm ra một cái điên cùng quyết định, chính mình động thủ chém rớt chính mình một viên đầu. P. Bị các nàng chặt bỏ tới đầu người là ai cũng không quan trọng, bởi vì, các nàng tỉ muội quyết định làm sống sót người, biến thành nhất thể song hồn tồn tại. P. Khi lúc sau xuất hiện luân hồi tư thánh nữ, kỳ thật là hai người. P. Thu nạp cao thủ, đắp nặng thánh nữ hình tượng người là chút tiếng yên, quyết sách đại sự lại là chút tiếng ngưng. P. Cái này bí tân, ở luân hồi tư biết đến người cũng phi thường thiếu. P. Chút mưa nhỏ nói tới đây hơi hơi một đống nói đại khái là ở khúc tiền bối phong đao quy ẩn lúc sau không lâu, chút tím ngưng cũng như là thay đổi một người, đối nội đối ngoại thủ đoạn không hề giống quá khứ giống nhau sấm trên gió cuốn, mà là, đối sự tình gì đều mặc kệ nó. T. Nàng sở làm hết thảy, càng như là ở đơn thuần giữ gìn luân hồi tư vận chuyển. T. Nàng không để bụng, luân hồi tư có phải hay không xảy ra vấn đề, cũng không để bụng luân hồi tư ở trên giang hồ lực ảnh hưởng hay không ở suy bại. T. Dư sư phụ chính là ở lúc ấy, lấy trợ giúp luân hồi tư khống chế vô hình danh nghĩa, nhân cơ hội thoát ly luân hồi tư. P. Dựa theo dư sư phụ suy đoán, chút tím ngưng hồn phách hẳn là ở khúc tiền bối quy ẩn lúc sau, thoát ly thân hình, đi chỗ nào đó. Chỉ đem chút tím yên lưu lại duy trì luân hồi tư. P. Chút tím ngưng rất rõ ràng, chỉ bằng mị công chỉ có thể dụ hoặc một ít trung nhân chi tư thuật sĩ, chiêu không tới cao thủ đứng đầu. Cho nên, nàng cũng không nghĩ tới làm chút tím yên đi khuếch trương luân hồi tư. T chỉ cần chút tiếng yên có thể kiên trì đến thánh chủ cùng chút tím ngưng trở về luân hồi tư liền sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa p dư sư phụ suy đoán thời gian này hẳn là không xa p hiện tại tạ sư phụ vương sư thúc đều ở chuẩn bị chiến tranh thiên kiếp một chốc một lát trừ không ra tay tới đối phó luân hồi tư p cho nên luân hồi tư một khi hướng ngươi động thủ ngươi phải chính mình ứng đối p ta không khỏi cười nói giặt tới thì đánh nước lên nâng nền Nàng chút tím ngưng lợi hại, ta hai giới đường cũng không phải ai đều có thể tới ăn một ngụm nộn đậu hũ. P. Chút mưa nhỏ gật đầu nói, ta là tới nhắc nhở ngươi cẩn thận. Nếu Luân Hồi Tư phải đối ngươi động thủ, ta sẽ nghĩ cách trước tiên thông tri ngươi. P. Mặt khác, ta cùng Văn Mục còn sẽ tiếp tục nằm vùng Luân Hồi Tư, ngươi có cái gì yêu cầu ta làm, có thể thông qua ám tuyến cùng ta liên hệ. P. Ta khẽ gật đầu nói, hành, có việc ta sẽ cùng ngươi liên lạc. P chút mưa nhỏ vừa muốn nói chuyện, ta liền lại bồi thêm một câu, ta có phải hay không hẳn là tấu ngươi một đốn, lại thả ngươi đi. Bằng không, ngươi tới hai giới đường đàm phán biểu hiện giả dối liền không chân thật. T. Ngươi. Ngươi, chút mưa nhỏ lại bị ta cấp khí trứ, ngươi hơn nửa ngày mới nói nói, sư ca, ngươi vì cái gì luôn là nhầm vào ta. T. Ngươi ở hãm dương hà nơi chống phòng bị ta, công thiếu chút nữa đem ta lộng chết, ta đều có thể lý giải. T. Từ hãm dương hà ra tới, ngươi vẫn là như vậy không cho người thương tâm sao p cụ cụ ta ho khan hai tiếng nói tư duy không chuyển biến lại đây thói quen thói quen p muốn nói ta đối chút mưa nhỏ thật đúng là liền chưa nói tới cái gì hảo cảm hoặc là ác cảm p hãm dương hà nơi đó bẫy rập nói trắng ra là là dịp ngàn dương tại nửa quỷ bọn họ mới là kế hoạch chế định giả chút mưa nhỏ chỉ là người chấp hành mà thôi p ta muốn phân cao thấp cũng không nên cùng nàng phân cao thấp P. Chỉ là, chút mưa nhỏ cái này nha đầu, cho ta cảm giác so cá chạch còn hoạt. Đối nàng, ta bản năng muốn phòng bị. P. Ta gãi gãi đầu nói, ngươi còn không có ăn cơm đi. Nếu không, ăn cơm lại đi. P. Chút mưa nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chỉ là ở cùng ta khách khí khách khí đúng không? P. Không có chuyện đó. Ta còn phải cùng nàng hợp tác không phải, tổng không thể đem người đắc tội quá chết. Chương 1445, đệ 1444 chương song tiêu. Ta vài thiên không thấy vương tiểu hoán cùng Giang đều từ tới thực đường ăn cơm, còn tưởng rằng, kia hai gia hỏa không biết xấu hổ đi đâu. P Ngày đó thuận miệng vừa hỏi mới biết được, vương tiểu hoán thất tình. P Giang đều từ kia hóa, hẳn là sẽ không trực tiếp cự tuyệt A. P Ta cùng Diệp Dương ở tò mò dưới, chạy đến vương tiểu hoán phòng vừa thấy. P Vương tiểu hoán đang ở ghé vào trong phòng vẫn không nhúc nhích, trên đầu còn đắp một khối lui nhiệt dáng, p tàn kiếm từ tủ đầu giường vương một bàn tay cầm cây quạt tự cấp vương tiểu hoán quạt gió p tiểu quỳ tay trái cầm một cái trứng gà tay phải giơ một chi nồi sạn ở vương tiểu hoán trên đầu khoa tay múa chân p tiểu quỳ từ tàn kiếm tới lúc sau liền không trảo đêm tối kiêu mỗi ngày bắt được tàn kiếm chơi p tiểu quỳ cảm thấy trảo tàn kiếm so trảo đêm tối kiêu có ý tứ p mấy ngày hôm trước tàn kiếm trốn vào tiểu lưu trong ấm trà p Ta nói cho tiểu quỳ, ngươi đem ấm trà, phóng một cái có thủy địa phương, tàn kiếm có thể ở hồ phun bong bóng. T. Kết quả, tiểu quỳ đem tàn kiếm mang theo ấm trà cùng nhau ném vào bồn cầu, lão lưu ở khóc không ra nước mắt lúc sau, điên rồi giống nhau làm ta cho hắn bồi ấm trà. Làm hại ta lại hoa giá cao cho hắn mua một phen. T. Hiện tại tàn kiếm không ẩn giấu, tiểu quỳ không gì chơi, bắt đầu cân nhắc vương tiểu hoáng. T. Ta đi qua đi, tiểu quỳ, ngươi làm gì đâu? T tiểu quỳ thực nghiêm túc nói phim hoạt hình có người phát sốt thời điểm đem trứng gà đánh vào trên đầu có thể chiên trứng tráng bao ta muốn thử xem p Hảo đi p quỷ thần không biết phát sốt là chuyện như thế nào p ta chính cộng lại như thế nào đem tiểu quỳ bọn họ làm ra đi thời điểm vương đồ tể bọn họ đều đi đến p vương đồ tể đem canh gà đặt ở trên bàn vân thường nói đêm nay thượng ngươi cùng virus chi gian cần thiết chết một cái chạy nhanh lên ăn cái chặt đầu cơm p vương tiểu hoán mở một con mắt ta ngồi không đứng dậy nếu không ngươi uy ta đi p tàn kiếm ngươi tới vương đồ tể đem cái muỗng đưa tới tàn kiếm thủ p ta trầm giọng nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào hai người bọn họ phía trước không phải là hảo hảo sao p vương đồ tể từ vương tiểu hoán gối đầu phía dưới lấy ra một phong thơ chính ngươi xem đi p ta lấy ra lá thư kia vừa thấy quả nhiên là Giang đều từ tự tay viết viết, tin nội dung thiếu chút nữa không đem ta cái mũi khí méo mó. P Lửng tử, P. Kỳ thật, ta càng thích kêu ngươi tiểu ra công, lúc này ta không viết sai, P. Ngươi ta năm đó ngẫu nhiên gặp được tím hà phong khi, ta liền biết, chính mình kiếp này sợ là lại khó làm ngươi từ lòng ta đi ra ngoài. P. Tím hà phong thượng, ngươi vì cứu ta đánh ra kia chi phi tiêu, ta đến nay hảo giữ lại, còn có ngươi ở tuyết sơn dưới tặng cho ta kẹo que. P Lửng tử, ta tới hai giới đường lúc sau, thái độ khác thường, nơi chốn bắt trước Lý Phách, là bởi vì ta biết, ngươi cùng Lý Phách như vậy tháo hán tử, chỉ có thể làm huynh đệ, làm không được người yêu. T. Ta cố ý nói chính mình muốn dưỡng rất nhiều cá, cũng là tưởng đem ngươi ta tách ra. T. Bởi vì, ta biết, sư phụ đem ta đưa vào hai giới đường, là tưởng bảo tồn quan tài môn một mạch truyền thừa, cũng là tưởng thành toàn ngươi ta. T. Ta đã từng nghĩ tới, muốn dựa theo sư phụ an bài, cùng ngươi vui vui vẻ vẻ quy ẩn giang hồ p nhưng ta làm không được p ta cùng lý phách kỳ thật là cùng loại người giang hồ chính là chúng ta sinh hoạt p ha lưỡng tử ngươi hiện tại khẳng định sẽ nói ta là đang lừa ngươi p ngươi nói đúng p ta chân chính không nghĩ quy ẩn nguyên nhân là ta không bỏ xuống được sư môn p hãm dương hà một trận chiến phá quân một mạch vô số dũng sĩ khẳng khái chịu chết cảm động đất trời p tổ sư diệp ngàn dương tự hủy thần thức lừng lẫy xả thân tam tổ linh quan tán nhân muốn thừa nhận vô tận dày vò vì quan tài môn vì thuật nói bảo tồn tân hỏa p ta làm quan tài môn đại đệ tử há có thể cẩu thả sống tạm bợ p lưỡng tử nếu ta không phải xuất thân quan tài môn không phải thuật sĩ ta nguyện dùng nửa đời đổi ngươi cười p nhưng đều từ này khu đã thuộc thuật nói lại khó thuộc khanh. P. Tình nghĩa khó toàn, đều từ thấy thẹn đối với ngươi. P. Nếu đều từ chuyến này bất tử, hy vọng còn có tái kiến chi kỳ. P. Giang đều từ tự tay viết. P. Ta sau khi xem xong, câu đầu tiên lời nói chính là, ai mẹ nó là Tháo Hán Tử. P. Diệp Dương trợn trắng mắt nói, đây là trọng điểm sao. P. Ta, ho khang hai tiếng nói, này mẹ nó Giang đều từ, có phải hay không đầu trường. P. Không đúng. Là mẹ nó các ngươi quan tài môn người, nhiều ít đều có điểm bệnh nặng. P. Vương Tiểu Hoáng rốt cuộc ngồi dậy, năm đó sư phụ Lâm vào luân hồi thời điểm, đã từng ở Sơn Hải Phong kiếm thạch nơi đó để lại hai câu lời nói, cũng có lãi lướt tâm, khó chọn như ý huyền. Kiếp này khó gặp nhau, kiếp sau lại tục duyên. P. Sư phụ, đã từng cùng ta nói rồi. P. Thiên của người tài khổ sở tình quan. Chân chính không vào tình quan giả, mới là tuyệt thế trí giả. P nhưng chính hắn cũng chưa có thể làm được. P. Ta có thể lý giải gian đều từ, P. Chó má. Ta chửi ầm lên nói, ứng thiên kiếp cùng cưới vợ có xung đột sao? Có sao? Chương 1446, gian đều từ thành thân. Hạ mộng dĩnh thật sự chịu không nổi, bụng mặt nói, lý phách, ngươi lần tới còn dám nói cùng nho môn có quan hệ sự tình, ta liền đánh chết ngươi. P. Diệp Dương ném xuống một câu, song tiêu cẩu xoay người liền đi, chờ hắn trở về thời điểm, đã đem thừa ảnh kia chỉ vì miêu cấp sách trở về đặt ở vương tiểu hoáng trên giường đưa ngươi p thừa ảnh tưởng đi theo dịp dương trở về lại ở vương đồ tể tiểu cá khô dụ hoặc hạ phóng bỏ quên chống cự an tâm ghé vào vương tiểu hoáng trên người p ta từ vương tiểu hoáng trong phòng ra tới chỉ vào dịp dương chửi ầm lên nói ngươi nói các ngươi quan tài môn người làm này đều gọi là gì chuyện này p gặp gỡ chịu chết đầu tước tim đều phải hướng trong toản một chút p nếu không như thế nào kêu quan tài môn một đám người già sắp chết tạo thành môn phái ta xem là không cứu p diệp dương hiếp mắt nói ngươi không biết xấu hổ nói bọn họ sao chính ngươi không cũng có tự sát khuynh hướng p ta ta bị diệp dương nghẹn đến nửa ngày chưa nói ra lời nói tới p lão lưu nói chủ công gian đều từ lựa chọn sớm tại ngươi dự kiến bên trong không phải sao p nếu gian đều từ không có cùng lưỡng tử phát sinh cảm tình ngươi cũng sẽ không đau mắng gian đều từ Nói cách khác, nếu gian đều từ gặp nạn, chúng ta hai giới đường cũng sẽ không chút do dự xuất binh, không phải sao? P. Lão Lưu lời nói thấm thía nói, chủ công, ngươi biết, lần này đại kiếp nạn, chúng ta hai giới đường là trốn không xong. P. Ta cũng biết, ngươi gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn đều ở lo âu. P. Ngươi không sợ chết, nhưng ngươi sợ hai giới đường người sẽ đi chịu chết. P. Chủ công, ngươi nên tranh. Ngươi tranh đoạt đến ích lợi càng nhiều chúng ta hai giới đường mới càng an toàn. P. Ta thở dài một tiếng nói, ta cũng biết. P. Chính là, chúng ta lấy cái gì tranh A. P. Một môn phái muốn bồi dưỡng một cái thuật sĩ ra tới, ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian. Chờ đến thuật sĩ có thể ra trận giết địch, 15 năm thời gian đã qua đi. P. Này đó môn phái, sẽ không dễ dàng đem chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử nhường cho ta. Chúng ta hai giới đường muốn chính mình bồi dưỡng thế lực, đã không còn kịp rồi. P. Lui một bức giảng, cho dù có môn phái nguyện ý đem người giao cho hai giới đường, chúng ta miễn cưỡng ghé vào cùng nhau, cũng là một chi không chính hiệu quân. Bọn họ yêu cầu ma hợp bao lâu mới có thể có tác dụng? P. Ngươi nghĩ tới sao? P. Lão Lưu nói, "Nhân thủ, ngươi không cần sầu, chúng ta hiện tại có tam chi cường quân có thể xuống tay." Đến nỗi ma hợp P. Cái này yêu cầu chủ công đi mạo hiểm. P. Chủ công, ngươi nghe nói qua, đại mộng hương vong tình người sao? p ta hơi hơi cho mày đầu nói vong tình lão tổ p ta đã từng nghe sư phụ nói lên quá người này truyền thuyết vong tình lão tổ là một cái chuyên môn ban nhân độ tình kiếp thuật sĩ p đi tìm vong tình lão tổ vong tình người cũng không phải quên hết chính mình ái nhân mà là lau sạch kia phân tình p hai người ở gặp nhau thời điểm còn sẽ giống bằng hữu giống nhau nói chuyện với nhau thậm chí còn sẽ cùng nhau hồi ức quá khứ đủ loại chẳng qua bọn họ trong lòng đã không có tình p Đối. Lão Lưu nói, truyền thuyết, vong tình lão tổ trong tay có một khối tam sinh thạch. Chỉ cần bắt được như vậy đồ vật, chúng ta liền có thể bố trí một cái trận pháp, làm những cái đó quy thuận chúng ta thuật sĩ đi vào giấc mộng tu luyện. T. Loại này tu luyện phương thức, tuy rằng vô pháp gia tăng bọn họ tu vi, nhưng là có thể gia tốc bọn họ chi gian ma hợp, làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất, biến thành mạnh nhất tinh binh. T. Ta mày không khỏi hơi hơi một chọn nói, như thế cái hảo biện pháp vong tình lão tổ còn sống sao? Ta nhớ rõ, hắn hẳn là trên dưới 100 nhiều năm trước nhân vật đi. P. Lão Lưu nói, tiểu quả cam, đang ở toàn lực truy tra vong tình lão tổ rơi xuống. Tin tưởng thật mau là có thể có tin tức. Chủ công, ngươi trong khoảng thời gian này trước đem thương dưỡng hảo, chờ đến tin tức gần nhất, chúng ta lập tức đuổi theo tra vong tình lão tổ. P. Hành. Ta cũng biết, loại chuyện này cấp không tới, nhân vật nào đó biến mất, khả năng đề cập đến vô số giang hồ bí tân, này cũng không phải một chút có thể điều tra ra sự tình. P. Huống hồ, sư phụ ta cũng từng hoài nghi quá, Đại Mộng Hương chỉ là truyền thuyết nơi. Cũng không có chân chính tồn tại quá. T. Kết quả, vong tình lão tổ tin tức không lại đây, ta nhưng thật ra trước nhận được gian đều từ muốn kết hôn thiệp mời. P. Ta bị tức giận đến đương trường chụp cái bàn, gian đều từ là điên rồi, vẫn là choáng váng. Hắn mẹ nó cho rằng chính mình là quan tài môn đại đệ tử, ta cũng không dám giết hắn có phải hay không. P. Hắn không thích lưỡng tử, ta có thể cái gì đều không nói, nhưng là, hắn dám chơi lưỡng tử liền không được. P. Đêm tối kêu, Tô Tô, khởi trận, lão tử hôm nay không đem hắn hôn lễ người trên chú một cái không dư thừa, lão tử cùng hắn họ. P. Dừng tay. Vương đồ tể mang theo vương tiểu hoán vội vàng đuổi lại đây, ta liền biết, ngươi sẽ khống chế không được muốn nổi điên. Còn hảo tới kịp thời. P. Vương đồ tể ngồi xuống, ngươi trước nhìn xem, Giang đều từ kết hôn đối tượng tên gọi là gì? P. Ta đem thịt mời mở ra vừa thấy, A dược đoá. Này không phải người Hán tên đi. P. Là miêu Cương Công Chúa. Vương Đồ Tể nói, A Dược Đoá, tuy rằng tuổi trẻ lại thành danh đã lâu, không chỉ có giỏi về sử dụng cổ độc, hơn nữa tinh thông chú thuật, bị miêu Cương thuật sĩ tôn thờ. T. Ta trầm ngâm nói, ý của ngươi là, Giang đều từ chưa chắc là tự nguyện thành thân. T. Chương 1447, binh phân ba lộ. Vương Đồ thể nói, Giang đều từ ở hai giới đường ở lâu như vậy, người đối hắn hẳn là có điều hiểu biết. P. Ta cảm thấy, hắn sẽ không làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình. P. Huống hồ, Giang đều từ vì cái gì sẽ thâm nhập miêu cương, hiện tại cũng không có định luận. P. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem tương đối hảo. P. Ta một phách cái bàn nói, chuẩn bị một chút, chúng ta nhập miêu cương, giật tiền, đoạt lương, đoạt đàn ông. P. Hắn gia da, gia, gian đều từ nếu là cho ta một hợp lý giải thích liền tính, cấp không ra giải thích hợp lý, xem lão tử không băm điểu, băm tam hồi. P. Lâm chiếu nhược nhược nói, kia đồ vật, hình như là một người liền một cái đi. P. Một cái làm sao vậy? Ta bạo nộ nói, thân ra tới, lấy thước lượng xong, phân đoạn băm. P. Lâm chiếu bụng mặt nói, khi ta cái gì cũng chưa nói. P. Vương đồ tể đang ở nghiến răng nghiến lợi công phu. Trần Sơ Vũ vội vàng đi đến, Phong tỷ, Phong gia đã xảy ra chuyện. Phong người nhà bệnh cũ tái phát, tất cả đều. Tất cả đều lâm vào điên cuồng. T. Gia chủ điên không minh đã tập kết toàn bộ tinh nhuệ, ở 7 ngày trước lần thứ hai quy mô tiến công miêu cương, lúc này đây, Phong gia nói muốn sang bằng miêu cương. T. Phong nếu hành đột nhiên một chút đứng lên, cái gì? Bọn họ vì cái gì không nói cho ta? T. Trần Sơ Vũ thấp giọng nói, có thể là bởi vì, ngươi không điên. P. Ta khiếp sợ nhìn về phía phong nếu hành, người xuất thân kẻ điên gia tộc. P. Kẻ điên gia tộc, cũng chính là phong gia, đã từng được xưng thuộc nói đệ nhất gia tộc, trong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường thịnh nhất thời. P. Sau lại, phong gia một lần nữa sửa lại tên, âm độc thượng vẫn là kêu phong gia, dùng tự lại từ mưa rền gió giữ phong, đổi thành kẻ điên điên. P. Điên gia không biết bị người nào sở nguyền rủa, cả đời không thể động tình, nếu không, tất nhiên vì tình gây thương tích, nổi điên điên cuồng. P. Điên rồi lúc sau phong người nhà, Tu Vi lại sẽ càng tiến thêm một bước, trở thành tuyệt, điên người nhà, kỳ thật không điên, bọn họ nội tâm dị thường thanh tĩnh, điên khùng chỉ là bọn hắn phong tình phương thức. P. Điên gia nguyền rủa liên tục gần 200 năm lúc sau, điên gia đệ tử gia các vũ cùng mà tiên sinh hạng khai, kết nghĩa kim lan, hai người xuất lĩnh điên gia cao thủ sát nhập miêu cương, giải quyết rất điên gia nguyền rủa, mới làm điên gia khôi phục bình thường. P. Lúc này đây, điên gia vì cái gì sẽ bỗng nhiên nổi điên? P chẳng lẽ là nguyền rủa tái hiện. P. Phong nếu hành gấp giọng nói, Lý Phách, ta phải trở về, ta. P. Từ từ. Ta giơ tay nói, tiểu quả cam, ta hỏi ngươi, điên gia mục tiêu đại khái vị trí ở địa phương nào? P. Trần Sơ Hạc mưa đầu nói, trước mắt, chúng ta tỏa định chính là Miêu Cương Thánh Địa Lôi Công Sơn. P. Ta cười lạnh một tiếng nói, chút tiếng ngưng tới thật nhanh a. À. P. Lão Lưu cũng phe phẩy cây quạt nói, chút tiếng ngưng lúc này đây dùng chính là Dương Mưu hơn nữa, không tính toán lãng phí luân hồi tư một binh một tốt, liền phải làm chúng ta tổn binh hao tướng A. P. Hảo thủ đoạn, hảo tính kế. P. Ta ý bảo lão lưu nói, lão đông tây, ngươi cẩn thận cấp đoàn người nói nói. P. Lão lưu nói, giang đều từ sẽ không vô duyên vô cớ thâm nhập miêu cương, căn cứ ta suy đoán, hắn hẳn là tìm kiếm quan tài môn thâm nhập một mạch đệ tử, cổ quan phái. P. Hắn ở miêu cương thành hôn, chúng ta tất nhiên muốn chạy đến vừa thấy đến tột cùng. P. Đây là chút tiếng ngưng chiêu thứ nhất. P. Điên gia quy mô tiến công miêu cương lộ tuyến, cùng chúng ta đi trước miêu cương vừa lúc tương phản. Phong đương gia sẽ không ngồi xem điên gia gặp nạn, cho nên nhất định trở về tiếp viện, nói như vậy, chúng ta phải phân ra một đạo nhân mã bồi phong đương gia. P. Đây là chút tiếng ngưng đệ nhị chiêu. Hơn nữa là mai phục xuống dưới cấp dịp đương gia nhất chiêu. P. Hoàng Long hạng khai, đằng xà bước U Minh, còn có hạng khai dưới trướng cao thủ tử thần hạ Tiểu Thiên luôn luôn như hình với bóng. Hơn nữa, bọn họ ba cái đều là tham lan mệnh cách. T. Vốn dĩ, dịp đương gia tham lan mệnh đã thành kết cục đã định, nhưng là, hạng khai, bước u minh, hạ tiểu thiên ba người bỗng nhiên trở về, lại cùng dịp đương gia tiến đến cùng nhau, bọn họ mệnh cách liền sẽ phát sinh đối chạm vào. T. Trừ phi, dịp đương gia không đi miêu cương, nếu không, tuyệt đối trốn không thoát cái này tình thế nguy hiểm. T. Lão Lưu Thanh âm một đống nói, chúc tím ngưng đệ tam chiêu vẫn là ở miêu cương. P. Miêu cương thuật sĩ tự thành hệ thống, từ võ học đến bí thuật, đều cùng Trung Nguyên hoàn toàn bất đồng. P. Miêu cương thuật sĩ rất ít rời đi tương Tây địa giới, cũng không cho phép người khác đặt chân miêu cương. Chúng ta vô luận lấy cái gì phương thức tiến vào lôi công sơn phụ cận, đều phải cùng đối phương phát sinh xung đột. P. Lấy miêu cương đối hai giới đường, là chút tím ngưng đệ tam chiêu. P. Lão Lưu vừa thu lại cây quạt nói, chút tím ngưng lần này ra tay không hề che giấu, nhưng là, chúng ta cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vô pháp lui về phía sau. P. Nếu, ứng đối phía dưới cục diện, còn thỉnh chủ công quyết đoán. P. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn nói, lão lưu, ngươi nói, chút tím ngưng là như thế nào khống chế miêu cương, làm miêu cương thuật sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn, dựa theo nàng kế hoạch phát động thế công. P. Lão lưu nói, chút tím ngưng có mị công trong người. Ta tưởng, hắn hẳn là khống chế nào đó người. P. Ta khẽ gật đầu nói, đây là nói, chúng ta tránh không được muốn cùng miêu cương thuật sĩ đại động can qua đúng không? P. Lão Lưu Trầm Ngâm nói, hòa bình tiếng. Chương 1448, nói chính sự. Ta gõ cái bàn nói, tương tây thuật sĩ trừ bỏ võ học ở ngoài, nhất am hiểu chính là vô chú cùng cổ độc. P. Chúng ta hiện tại có ba cái chú thuật phương diện cao thủ, ta, đêm tối kêu cùng vương tiểu hoáng. P vô chú phương diện không cần sốt ruột chúng ta hẳn là sốt ruột chính là như thế nào ứng phó cổ độc p hiện tại có thể đối phó cổ độc người chỉ có vân thường cùng đêm tối kiêu p cho nên bọn họ cần thiết tách ra đi p ta thanh âm một đốn nói diệp dương phong nếu hành các ngươi đi một đường mang lên đêm tối kiêu lâm chiếu truy tung phong gia p ta cùng vương đồ tể vương tiểu hoáng vân thường đi một đường truy tung giang đều từ p lão lưu đi một đường đóng quân ở miêu cương nhập khẩu phượng hoàn thành phụ cận ứng đối các đạo nhân mã phối hợp tác chiến chúng ta hai bên p ngươi cùng trần sơ vũ mang theo hai giới đường dư lại người tọa trấn phượng hoàn thành ngươi nhân thủ đủ sao không được nói đem trộn tiên môn người cũng mang lên p lão lưu trầm ngâm nói chủ công an bài đảo cũng hợp lý bất quá các ngươi hai bên nhân mã vẫn là có vẻ bạc nhược p ta ý kiến là Ngươi tốt nhất có thể thỉnh Linh thống lĩnh cùng Tàng Thiên Cơ lại đây trợ quyền. P Tàng Thiên Cơ cùng các ngươi đi một đường, Linh đi theo Diệp Dương đi một đường. Nói như vậy, chúng ta nhân thủ như vậy đủ rồi. P Lão Lưu an bài, thật là chúng ta hai giới đường trước mắt có thể trảo ra tới mạnh nhất phối trí. P Nhưng là, Linh cùng Tàng Thiên Cơ, P Ở ở nào đó ý nghĩa nói, ta cùng các nàng chi gian quan hệ đã trở nên có chút vi diệu. P Linh cùng tàng thiên cơ đang chờ đợi đế vương trở về, ta lại đoạt cờ thiên cửu tử khí vận, thành có khả năng nhất thay thế đế vương người. P. Linh cùng tàng thiên cơ còn sẽ giống như trước giống nhau, cùng chúng ta hai giới đường không hề khoảng cách chung sức hợp tác sao? P. Ta không biết vì cái gì bỗng nhiên sẽ có một loại lo được lo mất cảm giác. P. Lão lưu như là nhìn ra ta tâm tư, chủ công, linh thống lĩnh tai mắt trải rộng thiên hạ, ngươi ở hãm dương hà một trận chiến kết quả, tuy rằng không có truyền khắc thuật nói, nhưng là không thể gạt được linh thống lĩnh a t nói không chừng linh thống lĩnh cũng đang chờ ngươi đi tìm nàng đâu t kỳ thật ngươi hẳn là tìm linh thống lĩnh nói chuyện nếu không liền nương lần này cơ hội đi t ta hít mắt nhìn về phía lão lưu ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sĩ đồ đệ ngươi túng các nàng hai cái liều mạng còn muốn cho ta đi theo người xã con b ta thật là b lão lưu cười ha hả nói chủ công tên này sĩ giống như thiếu nữ ngươi đến không ngừng đùa giỡn Nàng mới có thể xuân tâm manh động, cuối cùng ẩm ờ, thẳng đến bị thu vào trong phòng A. P. Nói cũng là. Ta thuận miệng ứng một câu mới phản ứng lại đây, ta nghe, ngươi lời này tra nhi như thế nào không thích hợp đâu. P. Cái gì danh sĩ như thiếu nữ? Ngươi là làm ta chơi lưu manh đi. P. Không tật xấu. Vương Đồ Tể nói, Linh là danh sĩ, cũng là thiếu nữ, lời này phóng trên người nàng thông dụng. P. Nhưng là, ngươi đến kiềm chế điểm. P. Đừng một trương miệng lại toát ra một cái sông ninh tới, nếu là như vậy, ta liền bóp chết ngươi. P. Ta mặt tức khắc trầm xuống dưới, chúng ta trở về lại nói sông ninh. Chờ đem giang đều từ kia hóa lộng trở về, ta cao thấp đem hắn lộng sông ninh thượng du đi. Hiện tại chạy nhanh chỉnh quân xuất phát. P. Chuyện này đến chạy nhanh, đừng đi chậm một bước, giang đều từ nếu là làm người làm, lưỡng tử cho hắn lộng trở về cũng là xê cần hen. P. Lưỡng tử, ngươi đừng lo lắng, nếu là gian đều từ thật làm người làm ta cao thấp cho ngươi muốn chiếc cựu phí p vương đồ tể một chút nhảy lên chân to phiến tử đá vào ta mông thượng một chân đem ta đặn ra hai ba mễ sẽ không nói tiếng người đừng nói p Lưỡng tử ngươi yên tâm gian đều từ nếu là thành hàng xe côn đen chiếc cựu phí chúng ta khẳng định đến muốn giá còn không thể thấp p song tiêu a p vương đồ tể nói là được ta nói liền không được đây là chuyện gì nhi a p vương tiểu hoáng nước mắt đều phải ra tới p ta hoài nghi nàng là bị vương đồ tể cấp ký p ta thu thập thứ tốt đi đến trong viện điểm thượng một cây yên diệp dương cũng đã đi tới ngươi có tính toán gì không p ta trầm giọng nói lúc này đây hai giới đường dốc toàn bộ lực lượng hoặc là là một trận chiến công thành hoặc là là toàn quân bị diệt p nếu ta là nói nếu linh đồng ý giúp chúng ta khiến cho hắn đi theo ngươi đi bên cạnh ngươi thiếu một cái giỏi về mưu tính người. T. Nếu, Linh không tới nói, khiến cho lão lưu đi theo ngươi. Kiếp số phía trước, chúng ta mỗi đi một bước đều phải thật cẩn thận, quyết không thể làm lỗi. T. Ta hít sâu một ngụm yên nói, lãnh cẩu, ngươi nói nhân sinh có phải hay không rất có ý tứ. T. Có đôi khi, ngươi muốn đồ vật, vô luận như thế nào đau khổ truy tìm, đều truy tìm không đến. Có đôi khi, ngươi không nghĩ muốn đồ vật, lại cố tình có người pháo đài tiếng trong tay của ngươi p vậy ngươi muốn hay không tham dự kiếp số một trận chiến đâu đột chợt này tới thanh âm làm ta lập tức ngẩn ra linh p chờ ta quay đầu lại thời điểm lại thấy linh cùng tàng thiên cơ sóng vai đứng ở cửa p ta cười nói các ngươi hai cái như thế nào tới p linh đã đi tới trên giang hồ ra chuyện lớn như vậy ta như thế nào có thể bất quá đến xem p chương một nghìn bốn trăm bốn mươi chín thiếu chút nữa rơi rất manh mối ta thần sắc một chỉnh nói Nói như vậy đi. P. Đoạt Thiên chi chiến, ta nhất định phải tham dự. Nhưng là không lấy đế vương thân phận. Nếu yêu cầu, ta có thể giúp các ngươi tìm đế vương trở về. P. Tàng Thiên Cơ cười nói, tiểu cẩu cẩu, đế vương a. Nhấp hô bá ứng, khí quán núi sông a. Ngươi liền không nghĩ xưng tôn đương thời sao? Tiền tài, mỹ nữ, thiên quân vạn mã đều ở ngươi lòng bàn tay trong vòng, này không phải mỗi cái nam nhân mộng tưởng sao? P. Ta lắc đầu nói ai có chí nấy ta cảm thấy làm một cái nhàn vân giả hạt cũng không có cái gì không tốt p ta không phải quan tài môn nhân cũng không giống quan tài môn nhân thủ vững thuộc giả chi tâm p ta muốn tham chiến chính là đơn thuần không phục p thiên đạo hẳn là quản sự tình dựa vào cái gì muốn nhắm mắt p thiên hồn trở về địa phủ vì cái gì không ra binh p bọn họ không ra tay thuật sĩ liền phải huyết nhiễm các vàng trung cốt thanh sơn sao p đối. Thiên đạo vô tình có thể coi thường thiên hạ, thuật sĩ làm không được phải xá sinh quên tử. T. Ta trầm giọng nói, ta cảm thấy bất công, nhưng ta có thể làm cái gì? Duy nhất có thể làm chính là giống mặt khác thuật sĩ giống nhau, lấy huyết nhục chi thân trấn thủ hai giới sơn. T. Thiên kiếp A. Đi lên hai giới sơn người, còn có bao nhiêu có thể tồn tại trở về? T. Đế vương cũng hảo, tham lang cũng thế. Đều là như thế. P. Ta liền chính mình có thể hay không tồn tại xuống núi cũng không biết, còn cần đi tranh đi đoạt lấy sao?" P. Ta giọng nói một đống nói, bất quá, ta cũng đến đem nói ở phía trước. P. Vì hai giới đường huynh đệ tỷ muội, có một số việc ta tất tranh. P. Linh cùng Tàng Thiên Cơ nhìn nhau cười, nhìn xem, ta nói cái gì. Lý Phách chính là người như vậy. P. Tàng Thiên Cơ dựng thẳng lên ngón cái nói, Hồng Nhan tri kỷ. Không thấy mặt đều biết hắn tưởng cái gì. P ta, ho khang hai tiếng nói, lần này, ta yêu cầu tìm các ngươi hỗ trợ. T. Tàng thiên cơ nghe ta đem nói cho hết lời, gật đầu nói, hỗ trợ có thể, đến thêm tiền. T. Ta đã trải qua tàng thiên cơ cực kỳ tàn ác tống tiền lúc sau, rốt cuộc đem các nàng cấp lộng tiến vào. T. Cũng là dựa theo sớm định ra kế hoạch, Linh cùng Diệp Dương một đường, ta cùng tàng thiên cơ một đường. T. Có các nàng hai cái ở, ta cũng có thể yên tâm không ít. T mặc kệ nói như thế nào diệp dương cái kia cẩu tổng không đến mức dễ dàng bị người cấp hầm p ta ở chạy tới tương tây thời điểm lão lưu cùng linh vẫn luôn ở phân tích bên kia tình huống p ta ở tò mò dưới hướng phong nếu hành hỏi theo ta được biết mà tiên sinh hạng khai đằng xà bước u minh năm đó ở trong chốn giang hồ tung hoành không cố kỵ tên tuổi thẳng truy vương hồn p bọn họ năm đó thâm nhập tương tây như thế nào liền không có thể hoàn toàn giải quyết phong gia nguy cơ đâu p phong nếu hành lắc đầu nói cụ thể tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng khi đó ta còn không có xuất sư trong nhà không có cùng ta nói rồi quá nhiều p ta chỉ biết năm đó phong gia ở tương tây tổn thất rất nhiều cao thủ hạng khai bước u minh cũng bị trọng thương p khi đó gia tộc cũng khôi phục một đoạn bình tĩnh nhật tử p linh nói mà tiên sinh truyền thuyết ta nhiều ít cũng biết một ít p tương truyền mà tiên sinh là hậu thổ tám vị tả hữu các có bốn vị. P. Tả bốn vệ, là Hoàng Long, Kỳ Lân, Câu Trần, Đằng Xà. Chủ yếu phụ trách phòng thủ, có thể nói là đế vương cấm vệ quân. P. Hữu bốn vệ, là Đem Thần, Hạng Bạc, Sao Khanh, Thắng Câu, chủ yếu phụ trách tiến công, là đế vương dưới trướng đại tướng. P. Ta tức khắc tới hứng thú, ý của ngươi là, hậu thổ tám vệ cùng các ngươi giống nhau, đều là vì nên đón đế vương. P. Không điểm đầu nói, hậu thổ tám vệ cùng tam cung chi giang, đã sớm đã không có bất luận cái gì liên hệ p đế vương nhập luân hồi lúc sau tam cung tám vệ liền từng người vì chiến dần dần hình thành một loại phi thường vi diệu quan hệ p nhiều năm lúc sau hậu thổ tám vệ không biết cái gì nguyên nhân lần lượt xuống dốc hữu bốn vệ thủ lĩnh toàn bộ mất tích cả bốn vệ tuy rằng còn ở trong chốn giang hồ hoạt động nhưng cũng không còn nửa năm đó hưng thịnh p thẳng đến hạng khai bước u minh diêm tuấn nghị hạ tiểu thiên xuất hiện trùng lập giang hồ mà tiên sinh mới lại lần nữa đi vào người giang hồ tầm nhìn. Com, P. Nhưng là, bọn họ bốn người cũng là phù dung sớm nở tối tàn, ở tiếng tâm vang dội nhất thời điểm, bỗng nhiên quy ẩn. Khi lúc sau, liền lại không có bọn họ tin tức. P. Ta bỗng nhiên nhướng mày đầu nói, sư tỷ chúng ta đông cứng ở tủ lạnh kia chỉ nhân thủ có phải hay không làm giang đều từ lấy mất. P. Vương đồ tể cũng là sửng sốt, ngươi từ từ, ta gọi điện thoại hỏi một chút. P lưu thủ hai giới đường thiết vệ thực mau liền truyền đến tin tức hạng bạc cái tay kia không thấy p ta lúc này mới nói khó trách giang đều từ kia hóa sẽ đi không từ giả nguyên lai là đem hạng bạc một bàn tay cấp mang đi a p năm đó ta cùng giang đều từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cố ý để lại hạng bạc một bàn tay sau lại giang đều từ tới tìm ta thời điểm ta cũng không đem chân chính tay trái còn cho bọn hắn p lần này giang đều từ rời đi hai giới đường Thâm nhập tương tây chỉ sợ không phải chuyên môn đi tìm cổ quan một mạch, hẳn là còn cùng hậu thổ tám vệ có chút quan hệ. P Ta trầm giọng nói, tiểu quả cam, ta nhớ rõ, ta ở ra nhiệm vụ phía trước, nghe nói qua giang đều từ kia hóa, ngày thường cái gì? Chương 1450, Hậu thổ tám vệ Trần Sơ vũ người ở trên xe, như cũ có thể phá giải giang đều từ nói chuyện phím tài khoản. P Không bao lâu, liền từ hắn tài khoản bắt được nói chuyện phím kỷ lục, giang đều từ rời đi quan tài môn lúc sau cùng hắn liên hệ nhiều nhất là thủy cúc nhi p đại khái thượng là đang hỏi hắn quá đến được không cùng lưỡng tử phát triển đến thế nào p đại khái là ở nửa năm phía trước thủy cúc nhi nhắc tới quá bọn họ mang đi hạng bạc thi vẫn luôn không có thức tỉnh dấu hiệu hắn hoài nghi là hạng bạc xác chết không được đầy đủ nguyên nhân p bất quá lúc ấy giang đều từ cũng không có tìm chúng ta tác muốn hạng bạc bàn tay p hai tháng trước thủy cúc nhi lại lần nữa cùng giang đều từ liên hệ nói là tại nửa quỷ bọn họ phát hiện hạng bạc thi không có thức tỉnh nguyên nhân, là thi thể trung không có thần thức. T. Bọn họ hoài nghi, lúc ấy được đến cũng không phải chân chính hạng bạc thi. Hoặc là nói, hạng bạc thi thần thức cùng xác chết bị người phân biệt phong ấn. P Ta nghe đến đó không khỏi nhíu mày nói, này có thể sao? P Cương thi, cũng không thuộc về quỷ quái phạm trù, mà là độc lập với yêu ma quỷ quái ở ngoài tồn tại. Nếu, một hai phải tính nói, đại khái có thể về vì quái hệ thống giữa. T. Giống nhau cương thi cũng không có hồn phách, duy trì cương thi hoạt động chỉ là nghẹn ở ngực hắn trung một cổ oán khí. T. Bình thường cương thi, tập tính cùng loại với giả thú, cố thủ chính mình lãnh địa. Không được có người bước vào hắn địa bàn, cũng không đến lãnh địa ở ngoài hoạt động. Không có pháp lực, chỉ là bằng vào bản năng ở vồ mồi. T. Chờ đến cương thi tu luyện tới rồi nhất định trình độ, liền sẽ xuất hiện thần thức, lúc này, bọn họ đã có thể đơn giản tự hỏi, P. Thẳng đến cương thi thần thức càng ngày càng cường, bọn họ liền sẽ trở thành vượt qua quỷ thần tồn tại. P. Đến nỗi tứ đại cương thi thủy tổ, càng là cùng thần ma sóng vai. P. Chúng ta mang về tới kia cụ hạng bạc thi, có thể tu xuất thần thức. Hơn nữa, còn có thể thần thức chia lìa. P. Khi không phải nói, nàng ít nhất đạt tới phi thiên cương thi trình độ. Thậm chí có khả năng là tối cao đẳng cương thi, không hóa cốt. P. Linh tiếp lời nói hoàn toàn có khả năng p hậu thổ tám vệ trung tả bốn vệ là nhiều thế hệ truyền thừa hữu bốn vệ lại là năm đó đế vương thủ hạ tứ đại thần tướng tương truyền bọn họ là vì chờ đợi đế vương trở về tự hành lấy người sống chi khu tu luyện cương thi bí pháp ngạnh sinh sinh đem chính mình luyện thành cương thi p ở phía sau tới năm tháng giữa tả hữu bốn vệ tự hồ đã xảy ra cái gì mâu thuẫn tả bốn vệ liền lại không ra giang hồ p ta trầm ngâm nói đế vương trong tay đã có cương thi bí pháp khi đế vương chính mình vì cái gì không tu luyện, hắn lại là như thế nào bị lạc luân hồi. P Linh do dự một chút nói, theo ta được biết, đế vương cũng tu luyện cương thi bí pháp. P Hắn đem chính mình thân hình lưu tại nơi nào đó, chính mình hồn phách tiến đến luân hồi. P Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ bị lạc ở luân hồi giữa, chúng ta còn không có điều tra rõ ràng. P Đúng rồi. Trần Sơ Vũ bổ sung nói, căn cứ chúng ta điều tra, hạng khai tam thúc, hạng đỉnh thiên bước u minh phụ thân bước hoàng tuyền đã từng truy tìm đế vương thân thể nơi nhưng là bọn họ cũng bởi vậy ở trên giang hồ mai danh ẩn tích p năm đó hồ vương trần giả cũng chính là lưỡng tử sư phụ đi trấn thủ sơn hải bí cảnh thời điểm hạng khai bước u minh cũng giết vào sơn hải bí cảnh ta hoài nghi bọn họ là xâm nhập sơn hải bí cảnh tìm kiếm đế vương p ta quay đầu nói chẳng lẽ mấy năm nay các ngươi liền vẫn luôn không có đế vương tin tức p linh nói cũng từng từng có một ít mơ hồ manh mối. T. Liền tỷ như, bước U Minh liền đã từng vô hạn tiếp cận quá đế vương thi. Đáng tiếc, hắn ở mở ra đế vương lăng tẩm thời điểm, bị người mạnh mẽ mang trật thần thức, lâm vào một hồi đại mộng, bước U Minh bởi vậy thiếu chút nữa bỏ mạng. T. Ta hiếu kỳ nói, bước U Minh làm cái gì mộng? T. Linh trả lời nói, bước U Minh chính mình nói, hắn ở đế vương lăng tẩm bên ngoài mệnh huyền một đường thời điểm, bỗng nhiên như là từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện chính mình ngồi ở thư viện, trong tay còn cầm một quyển không viết xong tiểu thuyết kêu tâm quan lên đường. P hắn trải qua hết thảy đều là tâm quan lên đường tình tiết, bao gồm cuối cùng vai chính bị mộng bừng tỉnh, phát hiện chính mình ngồi ở thư viện đều cùng trong tiểu thuyết viết giống nhau như đúc. P nếu không phải kia bổn tiểu thuyết ở kết cục địa phương để lại một sơ hở, vai chính ở thư viện tỉnh lại, người quản lý thư viện nói cho vai chính này bổn tiểu thuyết là một vị tiến trung hệ sư huynh lưu lại tùy tay chi tác bước u minh phải bị sống sờ sờ vây chết ở kia quyển sách t ta đã từng phái người đi tiếp xúc quá bước u minh chính là hắn lại đối ta người làm như không thấy cho nên chúng ta vẫn luôn không có thể xác định bước u minh có phải hay không thật sự nhìn thấy quá đế vương t ta điểm thượng một chi yên hít sâu một ngụm nói lúc trước tả bốn vệ không chịu cùng tam cung tiếp xúc có phải hay không bởi vì linh quan tán nhân phản loạn t có một bộ phận nguyên nhân linh nói linh quan tán nhân kỳ thật cũng không phải trung cung chi chủ. Dựa theo đế vương cùng chính quan đạo nhân ước định. Đế vương dưới trướng tướng vị, phi quan tài môn mạch chút. Linh quan tán nhân, hẳn là đế vương thừa tướng. T. Trung cung tuy rằng vẫn luôn tồn tại, nhưng là trung cung chi chủ nhưng vẫn tưởng tượng vô căn cứ. Đại khái là đế vương tự mình để lại cho người nào đó vị trí đi. T. Linh quan tán nhân ở trong đó sử dụng nào đó thủ đoạn, mới mang đi trung cung nhân mã. T. Ngươi các ngươi ta do dự thật lâu mới nhịn không được hỏi một câu ngươi cùng tàn thiên cơ là đế vương phi tử sao